Alo, hôm nay khả năng là chúng ta sẽ đến buổi cuối nhá. Hôm nay thì thị trường gần đây rất nóng đúng không? Thép tiếp gì đấy rồi ngân hàng chứng khoán đúng không? Thế nên là còn các ngành khác thì mình thấy đa phần là không thua đúng không? Hình như là tiền bị hút hết trong mấy ngành kia rồi. Hôm nay thì Dabaco hôm nay cũng giảm khá khá đúng không? Vậy là cũng giá rưỡi còn 2,6%. Và so với cái nhà 2 tuần thì cũng có nhích nhẹ đúng không? Hình như so với hồi mình mới đánh giá thì bắt đầu giảm nhẹ một chút. Trong mấy hôm vừa rồi thì ngoài chuyện chủ tịch đăng ký mua đúng không, thì chúng ta thấy có một điểm đặc biệt ở đây là công ty chuẩn bị phát hành cái cổ tức cổ phiếu 10-1 đúng không, theo cái quyết định của quản trị. Đây chúng ta xem luôn nhé. Quý 1 thì tươi rồi đúng không? Tuyệt vời. Rồi, như vậy là khả năng sau cái nghị quyết này thì quý 2 đúng không? Như vậy sang sau đây chắc là khoảng tầm 1-2 tuần tới là thế nào cũng có cái văn bản gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng không? Chúng ta vào xem cái phần gọi là phát hành thêm thế nào, có phần Ủy ban đã mà nhận đủ hồ sơ đúng không? Như vậy là sau đó thì cầm cái đấy sang làm việc của Trung tâm Lưu ký đúng không? Rồi xong Trung tâm Lưu ký thì thông báo cho sở đúng không? Alo, là tiến hành chốt rồi đúng không? Chúng ta có khoảng 2 tuần đúng không? Để gọi là trước khi vào ngày không ủy quyền đúng không? Đại khái như thế. Như vậy là sắp rồi, mình nghĩ là từ giờ đến khoảng 1 tháng sau thôi là sẽ có vụ chịu cổ phiếu đúng không? Pha loãng gọi là nhẹ rồi đúng không? Khi giá có 1,1 lần, 56 là tụt cái còn độ khoảng 51 đúng không? Rất nhẹ. Đây thì chắc lên thành khoảng 100 mấy gì đấy, 115 triệu đúng không? Rất nhỏ. Thực ra như thế là hơi nhẹ đúng không? Mình nghĩ 10-2 có vẻ như nó hay hơn đúng không? Bây giờ kết quả là nó khá tốt. Rất thận trọng đúng không? Như vậy là chắc chắn giá cổ phiếu của Dabaco vẫn rất là cao đúng không? Không thấp đi được. Rồi đúng không? Vậy chắc chắn là hôm đấy thì có thể giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng một chút đúng không? Không nhiều lắm. Bình thường nếu chia sâu thì có thể sẽ có phiên tăng mạnh. Tập tục là như vậy đúng không? Hòa loãng. Chúng ta thử với lưu chuyển tiền tệ nhá. Chắc là lưu chuyển tiền tệ thì mình ngắn gọn thôi đúng không? 29-20 và quý 1 2021 đúng không? Và chúng ta xong lưu chuyển tiền tệ xem nhau nhá. Rồi chúng ta đến 3 kỳ. 3 kỳ đây rồi đúng không? Rồi chúng ta đến đây kiểm tra xem như nào. Thực ra thì lưu chuyển tệ là cũng đã được gần như phản ánh tương đối ở trên cái phần trên rồi. Đúng không? Đây gọi là chúng ta làm rõ thêm rồi. Nghìn rưỡi, năm trước thì 345, khá ok. Chúng ta sẽ điều chuyển cho mấy khoản nhá. Thứ nhất là khấu hao tài sản cố định 4.6, năm ngoái 312. Như vậy là trong 20 cái phần khoản tài sản cố định cũng vọt lên rất là mạnh. Ở dưới này chỉ có một cái phần gọi là chi phí lãi vay thôi. Như vậy đây theo dương tiền đúng không, 312. Như vậy là lãi thuần chủ động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động nhá. Lãi thuần đúng không, trước thay đổi vốn lưu động đúng không? Mình viết tắt luôn nhé. Đây là 2002 đúng không? Rất cao. 909 đúng không? Như vậy là về mặt gọi là lợi nhuận được giả định trên cơ sở là lợi nhuận kinh doanh đúng không? Chưa kể khấu hao, chưa kể lãi vay thì của Dabaco trong năm 2020 là 2.296 tỷ. Cực kỳ cao. Ở đây chúng ta sẽ điều chuyển cho mấy khoản liên quan đến vốn lưu động nhá. Gồm có là phải thu. Rồi, hàng tồn kho. Rồi đây là phải trả, đúng không? Ở đây có lãi vay đã trả, đúng không? Cái kia là lãi vay trong kỳ. Thực ra thì nó xem nhau thôi, đúng không? Ở trên này 309, đây là 315. Tiền chi.
Chị Kha. Rồi. Rồi. Ở đây dương 18 tỷ. Đây là âm 2020, như vậy là muốn tăng hàng tồn kho lên. Đúng không? Phải trả dương 514 tỷ, như vậy là ông nợ 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 người bán rồi. Rồi. Mấy cái này đều tăng lên. Rồi. Chuẩn chuẩn. Mấy thứ đều tăng lên chứ không phải mỗi thứ. Như vậy là chiếm dụng được của bên bên bán 3 500 tỷ. Lãi vay đã trả đây là 315. Rồi, cái khác này bé quá đúng không? Mình xóa đi cho đỡ làm nhạc. Ở đây trong năm 19 chúng ta có là âm 239 đúng không? Như vậy là để cho đối tăng được thêm đúng không? Quá trình mở rộng phải như thế. Hàng tồn kho là âm 426, như vậy ông dâng hàng tồn kho liên tục. Phải trả đúng không? Như vậy là chúng ta cân bằng cái việc là nợ người bán đúng không? Sau đó thì ra cầm hàng về đúng không? Nợ người bán rồi để cho đối tác nợ thêm đúng không? Phải thu khách hàng nợ thêm. Cuối cùng lãi vay đã trả là âm 347 đúng không? Rồi. Đây, như cân kèo, đúng cân kèo. Đây. Âm 350. Âm 350. Như vậy là khả năng là rồi đây lưu chuyển kinh doanh đúng không? Tổng lưu chuyển kinh doanh chúng ta có 3 loại lưu chuyển nhé, 494 cũng dễ hiểu thôi đúng không, vì cái chữ bản chất đây là 900 mà cộng trừ đi các cái loại này âm 300 thì đây vẫn còn khoảng gần 500, đây là 2.000 đúng không, tuyệt vời. Năm 2010 cực kỳ tuyệt vời. Rồi, những cái điểm nhấn rất quan trọng. Ở đây mình thử xem liên quan hoạt động lưu chuyển đầu tư xem nha. Xem là như nào nhá. Lưu chuyển đầu tư đúng không? Âm 156 568 tỷ. Âm 859 tỷ, như vậy chứng tỏ là trong năm 20 thì công ty không đầu tư thêm nhiều đúng không? Tài sản ổn định khả năng cao là vẫn thế. Đúng rồi. Cái đoạn từ 18 19 mới là nhiều. 19 20 thì không phải là nhiều. Đúng rồi. Lưu chuyển đầu tư. Từ từ. Ở đây có đây gọi là đầu tư tài sản cố định âm 500 đúng không? Âm 584, đây là âm 874 đúng không? Như vậy là tương đối lớn đúng không? Chủ yếu quên quên có một khoản. Đây đây là tiền gửi. Rồi rồi, ghi ra được. Gửi tiền. Đáo hạn tiền gửi. Chắc là đi tạm đúng không? Mình nghĩ là cái này nhỏ thôi, không gì đâu. Từ. Rồi. Như vậy là liên quan đến cái đống này đúng không? Không vấn đề gì cả đúng không? Mình nghĩ cái này không phải vấn đề lớn. Thực ra đến đây thì rút tiền ra gửi thêm 100 tỷ, đây rút ra gửi thêm khoảng 50. Còn thực tế thì ông sẽ âm đúng vào cái số này. Thực ra âm cái này cũng không quan trọng, thậm chí không có là những bán tài sản cố định ấy nữa, mà chủ yếu âm là âm do đầu tư thêm tài sản cố định thôi. Hàng năm công ty vẫn rút tiền ra đầu tư khoảng vài trăm tỷ, như vậy là đây là một công ty rất là mở rộng đều, không lớn quá đúng không, đúng đúng một kiểu công ty tư nhân, đúng đúng kiểu tư nhân. Cái này chắc mình để đây nhá, nó xa xa chút. Rồi chúng ta đến với cái lưu chuyển thứ ba nha.
là liên quan đến đầu tài chính, lưu chuyển tài chính. Đi vay, từ từ, 60.000 tỷ, có lại chút, bây giờ là bao nhiêu? Hai ngàn, nợ dài thì chắc không tham gia vào đây rồi, 2.000 cái 3.000, 7.000, như vậy là trong năm 4 lần xuất hiện món vay, 6-7.000, như vậy là 3 lần vòng quay, đây là khoảng 6-7.000, như vậy là có 3 lần vòng quay. Như vậy là cứ 4 tháng quay một lần, cũng là lưu động. Đúng rồi, 4.200 nợ ngắn hạn, 4.600 rồi, cái đấy chắc chắn là quay cho cái này rồi. Như vậy cái nguồn gốc vay đấy là để lập cho hàng tồn kho rồi, chính là liên quan đến hàng hóa của ông ấy rồi. Cũng được đúng không, cái này xoay nhanh thôi. Hàng tồn kho là doanh số là 10.000, hàng kho là 3.000, khoảng hơn 3 lần, nhanh hơn cái vòng quay nợ kia một tí cũng được đúng không? Nhưng mà nó không nhanh quá, tương đối mình nghĩ như thế gọi là chậm cũng được, thực ra thì vẫn cân đối. Vì vấn đề là đến giờ thì ở trên cũng còn tiền mặt, cũng có 700 tỷ, như vậy chứng tỏ cũng không phải là người vay nhiều, hoàn toàn là cân đối được. Công ty cũng còn rất nhiều tài sản, nhất là đất đai đúng không? Vậy là không sợ lắm như vậy. Và mình ghi đây nha, hơi vân vân đúng không, cái vòng quay nợ nó khá lớn, tư tưởng này thế giới di động đúng không? Vòng quay nợ siêu lớn, đi vay đúng không, trả gốc vay. Chúng ta có hai thứ rồi. Đúng rồi, không biết còn gì không? À, có vụ trả gốc vay tài chính, thuê tài chính. Thỉnh thoảng lắm mới gặp cái như này. Cái này thì cái giả định kỳ thôi. Rồi. Cổ tức đã trả cho cổ đông, tuyệt vời quá, 200 tỷ. Chính là 15% bây giờ. 20% chứ không phải 15%. Cổ tức tiền mặt. Rồi mình lót cái xem đúng không, 15%, 29 là không thấy, 15% có 100 mấy tỷ đúng không? Nhưng đây là hiện ra đến tận 200. Khó hiểu nhỉ. Như vậy là có thể là thậm chí công ty con đúng không, công ty con mà làm cô có trả một cái số còn lại này. Tổng lại đúng không, chúng ta xem như nào. Bản chất đây là đi vay 63, như vậy là giả nợ vẫn tận 1.200. Đúng rồi đúng không, năm rồi rất dương tiền đúng không, giả là 1.200 là hợp lý, bớt bớt chi phí ra vay. Thế còn năm năm 2019 thì đi vay thêm 500 cũng đúng, vì các dòng tiền chẳng có gì cả, trong khi ở đây dư có 500, ở đây đầu tư tận 800. Đúng rồi, nhưng ở đấy năm đấy thì có gửi tiền lại 100 nữa, thực ra chỉ vay có 400 thôi. Nhưng về bản chất trong năm 19 của ông ấy thì là đầu tư 800 thì có dòng tiền kinh doanh đập về 400 và đi vay thêm là 400 nữa để được vay, cũng đúng. Nếu mà cộng thêm cả cái trả gốc cho tài chính nữa thì thực tế là chỉ có 300 thôi. Ok, nói chung là tài chính đặc biệt trong 20 là tốt lên rất nhiều đúng không? Vậy là chúng ta không băn khoăn nhiều nữa, tài chính bây giờ đã khác đúng không? 1.500.000 rất lớn đúng không? Rồi như vậy này, như vậy là rất logic đúng không? Làm tiền kiếm được kinh doanh, phần đầu tư và phần giảm bớt nợ ngân hàng. Năm này thì
kiếm được ít tiền kinh doanh đúng không? Để đầu tư thêm thì còn thiếu thì vay thêm ngân hàng được vào đúng không? Vậy 20 là một hình ảnh hoàn toàn đối lập của 29. Và trong khi đồng thời 20 cũng không phải đầu tư nhiều, nên là chắc chắn tài chính nó sẽ chuyển động mạnh, tốt lên đúng không? Như vậy là cũng vào rất nhiều rồi đúng không? Chúng ta thử quý 1 nhá, xem công ty lập như nào, phát nhiều cái kiểm toán không, đúng không? 407 đúng không? Hôm nay tuyệt vời. Đây là 47, rất thấp. 574. Đây là phải thu thì âm 378, nhưng mà hàng tồn kho vẫn tăng đúng không? Tăng tăng liên tục. Đúng rồi, đây đây là thứ